Đó, như tối mình hứa với anh em là sáng nay nè sẽ có một cái con mồi đẹp để giới thiệu với anh em. Đây đây, trên tay mình đây là sản phẩm con nhái hơi có chân ha, có chân nè, rồi có luôn cái thìa. Theo mình nhận xét á, thì đây đây là cái con nhái, một cái mồi hơi mà được thiết kế một cách rất là tinh tế nhất từ trước tới giờ. Tinh tế là sao, chút xíu mình nói chuyện. Rồi đây là cái con nhái của hãng Kê Khan, là chung với cái hãng mà cái con anh em coi các cái video clip Thái Lan quýnh cá lóc bông mà con nhái nhảy là bột là bột là bột, hai chân đánh đánh á, thì đó là cái hãng rất là nổi tiếng, rồi nổi tiếng cực kỳ luôn của Thái Lan, nó tên là Kê Khan. Thì cái sản phẩm này mình sẽ chút xíu mình nói riêng, còn chút xíu mình nói, còn bây giờ á thì mình muốn chia sẻ với anh em gì, có nghĩa là về sau cái về sau á mình sẽ quay cái clip nó có những cái nội dung như thế này. Thứ nhất là giới thiệu của sản phẩm mới đến anh em, rồi cái thứ hai á là chia sẻ cái kinh nghiệm đi câu kéo nè, rồi những cái câu chuyện vui hay là gì đó. Thì cái quanh mình thì không thể nào mà làm được cái kênh cho nó như vậy được, thành ra đó thì ít nhất là cũng nhờ cái sự đóng góp và từ anh em ha, đóng góp từ anh em đó, chứ mình một mình thì không không thể nào làm được hết. Rồi trong trong cảnh đó đó mình sẽ có một chút xíu nói về các cái vấn đề xung quanh cuộc sống của mình nhỏ nhỏ ha, nói chung là những vấn đề về xã hội vui vẻ rồi đó ha. Rồi bản thân của mình thì mình cũng rất là thích vấn đề về quay phim hay là này nọ, nhưng mà còn cái điều kiện thì nó điều kiện về trang thiết bị thì mỗi người một cảnh đó, nhưng mà dù sao thì nói chung là mình cùng cái đam mê, mình cũng muốn giao lưu là học hỏi kinh nghiệm chung với những anh em nào cũng có cái sở thích mà phim ảnh giống như mình vậy đó, mình có thể trao đổi thêm qua Zalo hay qua Facebook gì cũng được. Anh em hoặc đặt anh em đặt câu hỏi ở trong cái clip của mình ở dưới cái clip này nè đó. Tại cái công chuyện đó nó không thể nào một một người mà có đầy đủ được cái kinh nghiệm hết. Thành ra đó là mình ít nhất là mình cũng mong sự đóng góp, mình rất là mong chờ sự đóng góp của anh em. Giống như là anh em comment vô, hôm qua mình vui lắm nha. Hôm qua mình quay clip mà thanh lý cái bộ cần 1,3 triệu đó. Anh em vô comment nè ha, âm thanh ok nè, và ánh sáng ok nè. Rồi một vài anh em thì nói là thiếu sáng. Thì hôm nay mình đã điều chỉnh lại ha, ánh sáng đồ ra cho nó ok, rồi tinh chỉnh lại máy móc chút xíu đó. Thì cái niềm vui của mình á, ngoài cái chuyện mà bán cái sản phẩm đồ câu ra, mình có được quen với những anh em mà người ta cũng cùng làm cái ngành nghề đó, rồi anh em thấy người ta mình thiếu cái gì, anh em ta điện thoại hay là nhắn tin gì đó người ta bổ sung, hoặc là comment trực tiếp trong clip này bổ sung cho mình những cái kinh nghiệm về cái phim ảnh đó, mình thấy rất là vui. Nói chung là mình rất là vui trong cái môn này đó, mình vui ngoài cái chuyện bán hàng ra nè, mình còn được giao lưu với anh em nè đó, rất là thú vị. Thì mong anh em càng ngày càng đóng góp vô cái kênh của mình á, cái kênh YouTube của mình cho nó ngày càng hình ảnh nó chất lượng lên, nội dung không rồi nó càng ngày càng đi lên, thì đó là cái động lực của anh em gửi giúp mình đó. Rồi thì đó là cái nội dung về những cái video clip về sau này. Rồi bây giờ mình quay về vấn đề chính, giống như nãy mình nói là tại sao cái con mồi Kê Khan này mà mình đánh giá nó là thiết kế là tinh tế như thế nào. Rồi cái thông số kỹ thuật con này nó là dài 5 cm và nặng 5,5 g,
Nhưng khi con này xuống nước thì có khả năng lên 6,5 g nha anh em. Rồi, ok, mình sẽ mở cái hộp con này ra. Mình coi thiết kế tinh tế như thế nào nha. Thì cái việc đầu tiên á, một con nhái á sẽ nó sẽ có hai cái cách thức hoạt động. Có ba cái cách thức hoạt động. Nhưng mà chung quy là hai thôi. Thứ nhất là nó nhảy lùm bụp trên cái mặt nước. Giờ trong cái nhảy đó, trong mình của nó có khả năng là có bi hoặc là không có bi. Như anh em thấy con nhái đầu gắn 150 ngàn mình bán đó, nó không có bi. Còn có những loại khác thì nó có bi ha. Thì đó là một cái dạng nhảy. Cái dạng thứ hai là cái dạng lăn lê bò lết, là cái dạng mà anh em cần thủ chơi cá lóc rất là thích. Đó chính là con e bét, có nghĩa là con mồi hơi. Con mồi hơi có nghĩa là bản thân của nó là nó là một lớp cao su, thì bên trong bụng nó hoàn toàn trống rỗng, thì trong này nó chứa hơi, gọi là e bét. Thì cái đặc điểm của con e bét mồi hơi đó là nó lăn lê bò lết chứ nó không thể nào nhảy được ha. Rồi đó là cái chung quy lại, cái môn mồi hơi nó sẽ có hai cái cách để mà tạo nên action. Thứ nhất là sử dụng cái thè là cái này đó. Thứ nhất là nó sử dụng cái thè, nghe không? Cái thè này nó có hình là cái mũ, có nghĩa là nó không thẳng như vậy mà nó hơi búp như vậy để nó quạt nước. Một là sử dụng cái thè, hai là sử dụng cái chân. Hoặc là có những con của Megabass hay là của con Ima gì đó, nó sẽ có cái dàn đuôi, một đuôi ở giữa này hoặc là hai đuôi nằm ở hai bên. Hai đuôi nằm ở hai bên đại diện lúc trước mình quán đó chính là con Ima David hoặc là con Ima Skullcare. Còn cái con mà đuôi chính giữa đó thường thường là của hãng Megabass. Thì những con đó là nó sử dụng cái chi tiết ngoài, cái chi tiết ngoài điển hình như là để tạo cái action. Thì cái con nhái cây kha này đó nó cho mình hai thứ luôn. Thứ nhất là cái đôi chân để đập nước lập ha. Rồi khi mà cái đôi chân ở trong con nhái này nó bị hư hỏng thì cái hãng cây kha nó lại tặng cho mình thêm một cái cặp chân nữa. Anh em thấy người ta cái hãng nó chú ý và nó rất là tinh tế trong vấn đề nào không? Nó cho mình thêm một đôi chân Sico nữa. Rồi đó là đối với những anh em muốn thích cái dạng quýnh mà có cái chân đập. Còn cái quýnh dạng quýnh truyền thống nó lại tặng thêm cho mình một cái thè. Mình tháo chân ra để cái thè lên, gắn thè ở đây nè. Ngay sau cái bụng của con này nó sẽ để sẵn một cái phá chống xoay cho anh em sẵn luôn nè. Anh em thấy nè ha. Thấy không? Nó rất là tinh tế. Ngoài cái sự nổi tiếng của hãng Kekan là nó thiết kế mồi nhạy rất là nhạy cá, ngoài ra thì Kekan lại còn chú ý đến cái người sử dụng. Thì đây mình cho rằng đây là những cái điểm mà gọi là sự tinh tế nhất trong con mồi. Ít có hãng nào làm được giống như cây khan, đúng không? Tại vì cái chân này đó nó bằng cao su, nó dẻo. Nhưng mà dù có dẻo đến mấy thì nó cũng sẽ bị đứt thôi. Đó, cá táp đứt nè. Rồi qua các cái cỏ càng ngày, ví dụ như nó không đứt liền hôm nay, ngày mai ngày một thì nó cũng sẽ bị đứt. Đó, thấy không? Thì anh em thấy cái sự tinh tế đó, tại sao mình khẳng định là Kekan là một cái hãng là tinh tế. Thì cái con này giá nó vẫn là 130 ngàn chứ không có mắc hơn. Rồi xong xuôi, mình sẽ thấy trên lưng của nó cũng có một cái dòng chữ ha. Anh em nào biết tiếng Thái thì đọc ha, mình thì chỉ đem về bán thôi, nhập về bán thôi chứ mình cũng không biết. Rồi dưới bụng của nó nè, đó dùng cái chữ ha. Rồi thì đó là cái con mồi mới mà mình muốn giới thiệu đến anh em hôm nay. Rồi về màu sắc thì vậy ha, con này thì nó là màu cam, mình cũng có mấy chục con à. Rồi màu xanh, màu vàng,
màu đỏ. Rồi, nói chung là em này có 4 màu: kê khan, nhái, co chân. Đó, nó có màu cam, màu này không phải màu đỏ, nó màu này là màu hồng. Màu này là màu hồng. Màu này là màu vàng. Con này là màu xanh. Đó, mình có 4 màu ha, anh em lựa chọn. Thì anh em nào lựa chọn trước mua trước có thêm một màu nữa anh em ơi, đó chính là màu vàng, cũng anh chọn màu vàng. Rồi tất cả cái màu trên lưng còn cái bụng thì nó vẫn là màu trắng nha anh em. Thì anh em nào mua trước thì sẽ lựa màu, còn anh em mua gì sao thì nó hết màu. Nói chung thì cái màu sắc này thật sự là anh em nhìn kỹ nha, ở dưới bụng nó toàn bộ là màu trắng hết. Còn trên lưng này, cái màu sắc ở trên lưng này nó không ảnh hưởng, mà nó giúp cho chúng ta quan sát con mồi đi và bị ăn, hoặc là con mồi nằm ở vị trí nào một cách dễ dàng, chứ nó không ảnh hưởng đến con cá. Không có con cá lóc nào mà bay lên phải nhìn bay lên trên mặt nước này nhìn con này màu cam mới ăn, con màu đen là không ăn, hay màu xanh là không ăn, không có chuyện đó ha. Cái action, cái thu hút con cá chính là hai cái chân này ha, hoặc là cái thè này ha. Còn màu sắc để cho mình quan sát. Rồi, ok, đó là cái sản phẩm mới hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh em chỉ thôi. Đó là giá 130.000. Anh em liên hệ với mình qua cái số điện thoại là 0917 161 979. Rồi ha. Rồi, đó là cái vấn đề giới thiệu sản phẩm mới. Còn bây giờ mình nói chuyện điển hình như là cho mình lúc mà đi câu á, mình hay đi ở gần Trà Sư nè, và Tràm Chim nè. Đó, xong xuôi á thì cái rừng Tràm Chim với Trà Sư á, mỗi lần thí dụ như cái gần mà tới cái mùa đông á, gần tới mùa đông á, thì cái con cá chốt với con mấy con cá nền ở chỗ trong rừng nó nhiều lắm. Thì cái người dân ở trong địa phương đó, người ta mới bắt nó người ta mới bắt nó. Rồi xong xuôi người ta một là làm mắm, hai là nấu nước mắm. Thí dụ như làm mắm nhiều quá thì người ta nấu nước mắm, ủ nấu mắm cá tạp, cá chốt, cá linh, rồi cá sặc đồ ta đổ vô ta nấu mắm. Thì gia đình mình đi câu á, mình cũng hay mua mấy cái nước mắm đó. Nước mắm nó gọi là nước mắm thúi nó không phải là nước chấm nha, nó là nước mắm, có nghĩa là cái sắc mắm và muối và nước, chứ không có phẩm màu tinh mùi bột màu gì hết. Mình thì mua cái đó về chỉ cho đình ăn. Ở xã mình thì cũng hay lấy cái nước mắm đó để kho cá, nhưng mình lấy mình ăn luôn. Ví dụ như nấu canh chua hay gì đó, mình lấy cái mình dầm chết mình ăn luôn. Đặc trưng của cái loại nước mắm đó thì nó thúi. Nó thúi lắm. Nó gọi là nước mắm thúi. Thì khi mà nó dính vô mình đó ha, nó hôi hoài, hôi dai dẳng lắm, chứ nó không có thơm. Nó không như những cái loại nước mắm ở trên thị trường ha, như của cái gì mà cái tập đoàn nước mắm, tập đoàn nước chấm Masan cái gì đó mình thấy đó, cũng lên báo hoài đó. Còn mình đó thì mình mua nước mắm thúi mình sử dụng. Thì đúng rồi, tại vì nó thúi phải rồi, tại vì nó cá với lại là muối thôi à. Nhưng mà cảm giác rất là an toàn. Đó là về cái lúc, đó là một trong những cái chuyện mà vui, những cái kỷ niệm, những cái sự kiện mà trên đường mình đi câu hoặc tới nơi mình câu. Rồi bên cạnh đó thì mình cũng ăn uống tại cái nơi đó, ăn uống tại cái nơi mình câu, thì mình cũng ăn những cái món rất là đồng quê. Nói chung thì mình ở Long Xuyên, ở thành phố Long Xuyên, mình đi câu thì cách khoảng chừng 50 cây số hoặc là 60 cây, thậm chí đôi khi mình cũng đi cả 100 cây, 200-300 cây. Thì mình cũng muốn giao lưu với anh em thật sự luôn, nói từ tấm lòng ra, mình cũng muốn ví dụ như anh em ở Trà Vinh, Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng gì đó, ví dụ mà có vô tình ngày nào đó mà có đi ngang Long Xuyên này, Long Xuyên, An Giang,
thì cũng nhớ gọi cho mình ha. Mình thì một ly cà phê cũng là tình nghĩa anh em, rồi trao đổi ví dụ như mình biết như chỗ nào vậy đó, thì mình hướng dẫn cho anh em đó đến để câu chơi chung cho vui ha. Thì anh em cứ liên hệ với mình đi qua số điện thoại 0917 161 979, khi nào có Long Xuyên cứ alo cho mình ha. Cà phê, một ly cà phê với nhau cũng là vui vẻ rồi, phải không? Nhiều khi mình bán đồ trên cái YouTube này nhưng mà mình không, rất là nhiều anh em ở trên Zalo nè, thì cũng từ trong cái YouTube này nè, rồi anh em biết số điện thoại mình qua Zalo, tại mình hoạt động trên hai cái social media đó. Thứ nhất là Facebook, mình không xài Facebook, mình có xài Facebook nhưng mình rất là hạn chế, mình sử dụng Zalo đó và cái YouTube đó. Tại vì mình thấy YouTube đó, nó sẽ cho mình một cái tiếp cận với những anh em rất là rộng. Thí dụ như những người, tại vì năm nay mình cũng là 44 tuổi đó, thì những cái người lớn tuổi 50, 60 thậm chí 70, 80 luôn cũng có liên hệ với mình. Thì những người khách hàng lớn tuổi người ta rất là thân thiện, người ta rất là thích mình. Thì trong cái YouTube này á, nó rộng lắm, trẻ rồi có thanh thiếu niên cũng có, phụ nữ cũng có, rồi người lớn tuổi 50, 60 cũng có ha. Thì đó, cái mình muốn nhắn gửi anh em là khi nào, dù mình không biết là anh em ở tỉnh nào, nhưng mà khi hãy tới Long Xuyên, An Giang thì alo cho mình qua số điện thoại 0917 161 979, một ly cà phê thôi. Đó cũng là cái sự kết nối thân thiện của anh em mình ha. Rồi đó là thứ nhất là về cái giới thiệu sản phẩm con mồi mới, con cây khai ha. Mình tạm gọi đây là con nhái tinh tế đi, con nhái tinh tế, tại vì mình thấy nó quá tinh tế nhưng mà đặt luôn là con nhái tinh tế ha. Rồi ok, đây là mình thống nhất nhau ha, gọi là con nhái tinh tế cây khan. Rồi xong đó mình có những cái mình cũng trao đổi với anh em là về cái giao lưu, rồi những cái chuyện điển hình như là thực phẩm đồ trên đường đi câu chẳng hạn. Rồi mình cũng xin thông báo là mình cũng mới về được nha, mấy con đây điển hình như là con Axler ALT 3000 QD CXH, rồi con Phim 2000 cử, Phim 3000. Thì cái con Phim này nè, cái con Axler đầu tiên và cái con Axler 3000 với con 4000 này, thì mình thường mình thống kê mình bán nhiều nhất á là cho những anh em mà có cái ghe cá lóc bằng mồi sống rồi sau đó chuyển sang cái mồi giả, thì anh em người ta chọn cái dòng này rất là nhiều. Đó là mình kinh doanh rồi tự mình thống kê, mình nói cho anh em, nhưng mà có một chút xíu thông tin đó để anh em, nhiều khi cái thông tin đó rất là quan trọng để anh em để mình quyết định đó. Thường thường á, cái số đông và những người ghe nhái sống á là những anh em đó người ta đã có một cái kinh nghiệm rất là dày, nói chung là nó rất là dày. Rồi sau một thời gian á thì những người anh em đó đã không có ghe nhái sống nữa mà chuyển thể thành cái môn lua, thì anh em đó, những người anh em đó thường thường người ta chọn cái dòng Excellent ha. Còn những cái anh em ở cái vùng miền duyên hải, tiếp cận với nguồn nước mà nó có nước mặn, nó có, nói chung là nó có nhiễm mặn, thì những cái người anh em đó người ta thường thường sử dụng cái con Frame ha. Và cho tới ngày hôm nay đó, ít nhất mình bán cái dòng này cũng đã hơn một năm mấy rồi nè, mà cái sự phản hồi về cái con Frame và con Lewa này là chưa có sự phản hồi xấu. Đó là mình thống kê, mình bán rồi xong xuôi mình thống kê đó. Tại cái công chuyện này á, mình đi từ cái công chuyện kinh doanh này đó, mình đi từ cái đam mê, mình là một người câu ha, mình đam mê
rồi sau đó mình mới cảm thấy là có những con mồi này nó quá tuyệt vời, mình mới đem về rồi mình phục vụ lại cho anh em ha. Đây là công việc của mình, đi từ trong cái đam mê ra đó, rồi mình bán, rồi mình thống kê. Thí dụ như mình, anh em thấy mình có cái cây màu bảy màu đó để mình lấy ra. Cái cây câu mà mình nói mà nó có sủ phủ ceramic giống như bảy sắc cầu vồng đó, thì hôm nay là cái số lượng mà anh em mà hỏi về cái cây đó nói chung cũng rất là nhiều rồi đó, nhưng mà mình chưa có kinh doanh được, là tại vì nó phải trải qua ít nhất đúng thời gian vậy rồi nó mới ra mặt thị trường ha. Rồi thì cái clip này hôm nay mình cũng nói chuyện nhiều, là từ đếp tới đó mình sẽ làm y chang cái khuôn khổ như vậy. Rồi cái điều mong chờ, cái điều mà mình rất là mong chờ nhất và muốn nói cho anh em biết trong clip này, đó chính là sự tương tác, những câu hỏi hay là những câu hướng dẫn đó, góp ý trong cái clip này, là anh em sẽ comment ở dưới cái clip này, hoặc là có khả năng nếu anh em nào nhiệt tình có khả năng điện thoại cho mình thì mình xin sẵn sàng cảm ơn những người anh em đó. Tại vì bây giờ mình rất là chú trọng, và mình nói chung qua là chú trọng mà mình rất là yêu thích, ngoài cái môn yêu thích câu cá của mình ra ha, yêu thích tìm hiểu về công nghệ nằm trong máy câu đó, tìm hiểu nào những con mồi nào nhạy da bỏng nó làm sao, cách thức action nó làm sao, rồi đóng cá sao, mình còn có thêm một cái sự đam mê khác nữa, đó chính là cái phim ảnh, cái hình ảnh đó. Tại vì cái xã hội bây giờ đó, người ta gọi là xã hội social media, nó hoạt động ở trên nhiều cái điển hình như là nghe nè, nhìn nè, rồi trong khi hầu như mọi người đều có một cái thiết bị để nghe nhìn hết, điển hình như là cái điện thoại chẳng hạn, thì cái điện thoại dù mắc tiền hay rẻ tiền thì mình không chú trọng cái vấn đề đó, nhưng mà mình biết chắc rằng có những anh em sẽ cầm cái điện thoại lên và xem YouTube đó, đúng không? Nói chung là mình cũng biết rằng có những anh em sẽ về sử dụng cái điện thoại để mà xem được cái YouTube này của mình, rồi đánh giá nhận xét vào trong cái phần comment, thì đó là một trong những cái điều mà mình rất là mong mỏi, mình lúc nào cũng chờ anh em đóng góp cái vấn đề đó, nhưng mà nói chung là phải ít, rất là ít. Thì từ hôm nay thì với cái ý chí, cái mong muốn mình thể hiện với anh em vậy, thì mong anh em càng ngày đóng góp cho mình ha, để mình phát triển thêm đó, mình phát triển bản thân mình để kênh mình có càng ngày càng tốt đẹp lên. Rồi thí dụ như mình biết được cái nào trong cái vấn đề phim ảnh social media thì mình cũng có thể hướng dẫn lại cho anh em đó, mình sẽ hướng dẫn lại cho anh em, để anh em, mình cũng muốn anh em có những chuyến đi câu điển hình như là đi câu xuôi cái mình dính cá, mình có những đoạn phim nè đẹp nè, rồi mình chụp hình những cái lúc mà con cá nó ăn ngồi sao, ăn móc mép này, móc cái trên hay móc má đào gì đó, thì cái những hình ảnh đó, những thứ phim đó, nó là sự của các bạn, nó của anh em chứ không của mình, đúng không? Nhưng mà mình muốn cái thứ phim đó, cái hình ảnh đó càng ngày càng đẹp hơn, càng ngày càng mang tính chuyên nghiệp hơn. Ngoài cái chuyện mồi câu, máy câu, cần câu ra, thì cái phần cuối, cái phần sau clip á, mình muốn gửi đến anh em như vậy ha. Rồi mình rất là mong mỏi anh em đóng góp cùng chung với mình để xây dựng thêm càng ngày về cái môn gọi là social media này càng đẹp lên. Thôi ok, cảm ơn, cái clip này cũng đã 25 phút ha. Thì nói về sản phẩm thì nó chỉ có con nhái tinh tế thôi. Đây mình thống nhất với nhau gọi là con nhái tinh tế nha anh em.
đó, con nhái tinh tế. Mình trên trên mạng thì nó có cà phê tinh tế, giờ mình có con nhái tinh tế. Ok ba anh em, chúc anh em ngày đầu tuần vui vẻ ha.